Trước khi các bạn theo dõi những câu chuyện hay là phần tâm tình của Việt Thảo qua những thư tín mà các bạn đã gửi về, Việt Thảo xin được gửi một cái thông tin cần biết cho việc cứu trợ nạn nhân của bão Harvey ở tại Texas. Có nhiều người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới liên lạc với Việt Thảo và muốn biết làm thế nào hay bằng cách nào để chúng ta có thể cứu trợ những nạn nhân lũ lụt đó. Thì hiện giờ có 4 cách để các bạn có thể gửi tiền để giúp cho những nạn nhân lũ lụt. Thứ nhất là các bạn gửi check hay chi phiếu về cho Việt Love Foundation. Cái thứ hai là chúng ta có thể gọi phone và đóng góp qua cái thẻ tín dụng hay là credit card của mình. Thứ ba là chúng ta có thể đến trực tiếp tham dự đại nhạc hội Việt Love for Texas được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Và thứ tư là các bạn có thể đến những cái hội hồng thập tự của Hoa Kỳ, tức là Red Cross, ở tại địa phương, ở nơi gần nhà của mình nhất, để hỏi họ về cái phương cách mình có thể giúp đỡ như thế nào. Nếu check hay chi phiếu thì các bạn có thể gửi về trả cho cái Việt Love Foundation nhé, tức là cái người nhận là Việt Love Foundation, gửi về địa chỉ là 9315 Bonsa Avenue, cái suite là 166 thành phố Westminster, tiểu bang California, số zip code là 92683. Còn nếu các bạn muốn dùng thẻ tín dụng hay là credit card của mình, có thể donate cái tiền bằng cách gọi điện thoại về số 888-339-8247 sẽ được hướng dẫn để làm sao mình có thể cho tiền được. Nhá. Như vậy thì chúng ta có nhiều cách, nhiều phương pháp, và đặc biệt nữa là các bạn có thể đến tham dự trực tiếp với Outdoor Fundraising Concert, tức là cái đại nhạc hội gây quỹ ở ngoài trời cho nạn nhân của cơn bão Harvey do Việt Love Foundation tổ chức với chủ đề là Việt Love for Texas, được tổ chức vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017, từ 3 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Địa điểm là cái khu chợ Albertson, ngay cái góc đường Brookhurst và Edinger, đối diện phía bên kia My Square Park, nhé. Và ở phía trước cái parking lot, trong cái parking lot của Saigon Performing Arts Center. Như vậy thì chúng ta có nhiều phương cách, và khi đến đó rồi thì các bạn có thể cầm chi phiếu, tiền mặt hay là trực tiếp tham gia vào cái chương trình đó. Và trong chương trình đại nhạc hội Việt Love for Texas, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cái phương tiện truyền thông đến với đại chúng khắp nơi bằng truyền hình và truyền thanh. Và qua đó chúng ta có thể gọi trực tiếp về để có thể cho tiền qua thẻ tín dụng của mình. Việt Thảo mong rằng người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới hãy chia sẻ niềm đau chung này, không phải riêng của người Việt Nam mình, mà cho bất cứ một dân tộc nào trên thế giới khi gặp cảnh thiên tai. Xin được cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng của quý vị để chia sẻ niềm đau chung của nhân loại. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo giới thiệu đến các bạn chuyện bên lề lần thứ 590 với Việt Thảo. Trước khi đi vào chuyện bên lề 590 với những câu chuyện tâm tình và những chuyện vui, Việt Thảo muốn giới thiệu trang Facebook của Việt Thảo. Trang Facebook của Việt Thảo gồm có hai trang, một trang cá nhân có tên là Thảo Việt Trịnh và một trang fanpage có tên là MC Việt Thảo. Nhiều bạn lên YouTube theo dõi chuyện bên lề và có hỏi muốn biết cái Facebook của Việt Thảo. Rất dễ nha các bạn, rất đơn giản. Các bạn vào Facebook đánh chữ Thảo Việt Trịnh hoặc là đánh chữ MC Việt Thảo thì sẽ vào được trang nhà của Việt Thảo, trang cá nhân và trang fanpage. Đơn giản chỉ có vậy nhé. Rồi, ngày hôm nay Việt Thảo muốn mời các bạn xem hình ảnh của một cái chiếc xe đi thu hình trên đường phố mà đối với các bạn sẽ rất lạ mắt và các bạn không ngờ được. Chiếc xe này mục đích là nó để đi thu hình toàn cảnh bằng một cái camera 360 độ nằm ngay ở trên cao, ở với cái độ cao mà người ta đã đo lường rồi, để thu hình ảnh chung quanh của nó trước sau và hai bên. Đi tới đâu thu hình tới đó. Đây nó gọi là chiếc xe của thu hình của Google.
Bởi vậy cho nên khi các bạn lên Google, các bạn xem thấy hình ảnh nhà cửa ui cha rất là đẹp, rất là rõ ràng là do những cái chiếc xe này đi thu hình. Ngoài chiếc xe lớn, còn có những chiếc xe nhỏ như là motorcycle, tức là những cái chiếc xe gắn máy cũng gắn camera 360 độ đi thu hình như thế này. Cho nên các bạn nhìn thấy hình ảnh đẹp ở trên Google của những căn nhà nhiều góc cạnh, các bạn nghĩ ồ, chắc là người ta đi chụp hay quay từng nhà, không có nha, đó chiếc xe chạy giống như vậy. Và cái hình ảnh này sẽ được update qua. Ok, rất là đơn giản, các bạn thấy không? Dễ hiểu phải không? Dạ. Không phải là một lần nha, mà chiếc xe này nó chạy cứ thỉnh thoảng đúng theo cái chu kỳ, cái khoảng thời gian nào mà cần up to date, tức là cập nhật những hình ảnh mới, thì những cái chiếc xe này sẽ chạy đi để thu hình, đưa lên Google để mà cho thấy hình ảnh mới nhất có sự thay đổi như thế nào. Ok, bây giờ chuyện bên lề lần thứ 590 xin được bắt đầu bằng một cái câu chuyện mà có liên quan đến một cái phi trường O'Hare ở Chicago và trùm mafia El Capone như thế nào. Mời các bạn theo dõi trong chuyện bên lề lần thứ 590 với Việt Thắng. Nói về phi trường O'Hare ở Chicago thì chúng ta chợt nhớ đến có liên quan đến vấn đề một người Việt Nam trong trường hợp xảy ra sự cố với hãng United Airlines, và sau đó thì có một sự bồi thường ngấm ngầm bên trong và không được công bố số tiền là bao nhiêu, thì mọi chuyện bây giờ đã giải quyết êm rồi. Nhưng tại sao phi trường ở Chicago lại có tên là O'Hare? O'Hare là ai? Tên của ai? Và trùm mafia El Capone là ai mà có liên quan gì đến vấn đề phi trường quốc tế ở Chicago? Mời quý vị theo dõi cái câu chuyện sau đây của Tăng Khải Vinh gửi cho Việt Thảo với lời nhắn: hai chú Thảo, tình cờ con đọc được câu chuyện này thấy rất cảm động nên gửi chú xem và một phần đóng góp vào chuyện bên lề của chú. Cảm ơn Vinh. Chú cảm ơn Tăng Khải Vinh nha. Xin được vào câu chuyện. Đây là hai câu chuyện dường như không liên quan gì đến nhau: phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago và trùm mafia El Capone. Có rất nhiều quân nhân Mỹ can trường trong Thế chiến thứ hai. Một trong những anh hùng đó là trung tá phi công hải quân Butch O'Hare. Chữ Butch là viết tắt, không phải viết tắt mà trong ngoặc kép là B-U-T-C-H. Butch O'Hare. Trung tá O'Hare là phi công khu trục phục vụ trên hàng không mẫu hạm Lexington trong vùng biển Nam Thái Bình Dương. Đó là giới thiệu về cái nhân vật O'Hare. Như vậy thì bây giờ mình biết cái phi trường O'Hare lại lấy tên của vị trung tá phi công khu trục phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Mời các bạn theo dõi câu chuyện thứ nhất. Một hôm, phi đoàn của O'Hare được giao thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh, liếc nhìn bản đồng hồ, ông nhận ra có chuyện không ổn. Hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư, hoặc là ai đó đã không bơm đầy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trung tá O'Hare báo với phi đoàn trưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình và quay trở lại hàng không mẫu hạm. Trên đường về, bỗng O'Hare thấy một cảnh tượng làm ông dựng tóc gáy. Dưới thấp xa xa trước mặt ông là một phi đoàn quanh tạc cơ của Nhật đang trên đường tiến về hạm đội Hoa Kỳ. Phi đoàn khu trục của Hoa Kỳ đã bay đi thi hành nhiệm vụ và hạm đội không còn được bảo vệ. Dù có gọi, phi đoàn khu trục cũng không thể trở về kịp để cứu và cũng không đủ thời gian để báo về hạm đội mối nguy hiểm sắp đến. Việc duy nhất còn có thể làm là bằng bất cứ giá nào cũng phải xua đuổi, phá tan hoặc chuyển hướng đội quanh tạc cơ của Nhật. Không còn nghĩ đến an nguy cho mình, trung tá O'Hare lao thẳng vào đội hình phi đoàn quanh tạc cơ Nhật. Bốn nòng súng 50 ly gắn trên cánh nhả đạn đỏ rực. Ông nhắm bắn hết chiếc này đến chiếc khác.
Đến khi hết đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công, liều lĩnh đâm thẳng vào các phi cơ Nhật. Cố gắng cắt đuôi chiếc này hay cắt cánh chiếc kia, mong cho họ không điều khiển và bay được. Trong đáy cùng của tuyệt vọng, ông đã làm bất cứ gì có thể làm để các oanh tạc cơ Nhật không đến được hạm đội Hoa Kỳ. Cuối cùng, các phi công Nhật bối rối và chuyển hướng. Thở ra nhẹ nhõm, Trung tá O'Hare lê lết chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm. Ông báo cáo sự việc. Chiếc máy quay phim gắn trên phi cơ là bằng chứng rõ ràng nhất. Nỗ lực trong tuyệt vọng để bảo vệ hải đội Hoa Kỳ, ông đã hạ 5 chiếc oanh tạc cơ Nhật. Đó là ngày 20 tháng 2 của năm 1942. Trung tá O'Hare là phi công hải quân đầu tiên trong quân chủng được trao tặng quân chương danh dự của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Năm 1943, Trung tá O'Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông mới 29 tuổi. Để không ai có thể quên được người anh hùng này, phi trường thành phố Chicago, quê hương ông, đã được đặt tên là phi trường O'Hare. Dịp nào đó, nếu dừng chân tại phi trường O'Hare, xin hãy đi thăm khu kỷ niệm O'Hare, nhìn tận mắt quân chương danh dự đã gắn lên ngực áo của ông. Khu lưu niệm này nằm giữa Terminal 1 và Terminal 2. Bây giờ thì không biết nó có sự thay đổi nào không nha. Câu chuyện thực sự nó chỉ diễn đạt một phần nào. Nếu các bạn muốn biết thêm về những tình tiết, những cái lịch sử, tiểu sử, thì các bạn có thể vào Google để search O'Hare hay là Butch O'Hare, chúng ta có thể biết thêm. Đó là câu chuyện thứ nhất về Trung tá O'Hare. Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện gì và có liên quan đến câu chuyện thứ nhất hay không? Mời các bạn theo dõi. Hơn 15 năm trước đó, tại thành phố Chicago, có một người mang biệt danh là Easy Eddie. Trong thời gian này, Al Capone hầu như làm chủ thành phố, trở thành ông trùm mafia nổi tiếng nhất Chicago và nước Mỹ thời đó. Easy Eddie là luật sư của Al Capone. Chắc chắn là Eddie rất giỏi. Tài năng của Eddie đã giúp Al Capone nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Để tỏ lòng biết ơn, Al Capone hậu đãi Eddie rất lớn. Không chỉ tiền bạc mà còn tài sản. Gia đình Eddie sống trong một lâu đài lớn, chiếm nguyên một đoạn đường của thành phố Chicago. Như mọi người thì Eddie có một nhược điểm. Có một con trai và Eddie yêu con vô cùng. Cậu bé có một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mặc dù liên hệ chặt chẽ và chìm ngập trong thế giới của tội ác, Eddie cũng đã có những cố gắng dạy con biết thế nào là phải, thế nào là trái. Đúng vậy, Eddie đã dạy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽ là người tốt. Dù giàu có và quyền thế, nhưng vẫn có một thứ mà Eddie không thể cho con, một thứ mà chính Eddie đã trót bán cho Al Capone, đó là danh dự. Qua nhiều đêm trằn trọc thao thức, Eddie quyết định cố gắng rửa sạch những vết nhơ dưới cái tên của mình, ngõ hầu cho con biết thế nào là trung thực và ngay thẳng. Để kết thúc câu chuyện, Eddie đã ra trước tòa làm nhân chứng chống lại ông trùm. Biết rằng giá phải trả sẽ không nhỏ, trên hết thảy, Eddie muốn phục hồi tên tuổi của mình, hy vọng sẽ để lại cho con tấm gương và niềm danh dự. Eddie đã ra trước tòa làm nhân chứng. Trùm Al Capone phải vào tù. Vài tháng sau, Eddie gục ngã trong cơn mưa đạn trên một con đường lẻ loi ở Chicago. Hai câu chuyện này có liên quan gì với nhau không?
Dạ có. Trung tá phi công hải quân Butch O'Hare là con trai của Easy Eddie. Phải nói một điều, tuổi thơ luôn để lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc cho cả cuộc đời. Hai câu chuyện liên quan với nhau, và cái kết luận rất hay: tuổi thơ luôn để lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc cho cả cuộc đời. Những đứa trẻ trưởng thành nên người tốt xấu ảnh hưởng rất lớn vào cách đối xử và hành động, cũng như cái tư cách nhân phẩm đạo đức của bậc làm cha mẹ. Nếu Easy Eddie, luật sư của trùm mafia Al Capone, không thay đổi thái độ, không trở lại và phục hồi danh dự cho mình, và hy sinh thân xác mình với làng đạn của mafia, thì chưa chắc gì Butch O'Hare đã có cái hành động dũng cảm đến như vậy. Tôi chỉ nói chưa chắc, nhưng mà ít nhiều đã ảnh hưởng rất mạnh sâu sắc đến O'Hare về cái hành động của người cha mình khi ông còn niên thiếu. Đó là câu chuyện của phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago có liên quan đến trùm mafia Al Capone. Chuyện bên lề lần thứ 590 xin được tiếp tục bằng những thư tín mà các bạn gửi về cho Việt Thảo. Trước hết xin chú cho cháu giấu tên. Chuyện là cháu đang bị bệnh trầm cảm nặng cũng 4 năm rồi. Cháu cảm thấy căn bệnh này nó quá kinh khủng chú ạ. Cháu muốn thoát khỏi nó nhưng cháu đều bất lực. Ba mẹ cháu biết cháu bị bệnh nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Những lúc bế tắc cháu tâm sự với họ thì họ phớt lờ nói: ôi thôi, mày suy nghĩ linh tinh bậy bạ. Vài lần như vậy rồi về sau cháu cũng không nói gì với họ nữa. Những lúc có tâm sự cháu thường đóng cửa phòng lại rồi khóc một mình. Cháu có bạn bè nhưng cũng không tâm sự gì nhiều, vì tụi nó còn có việc riêng. Cháu cũng không có người yêu chú ạ. Cháu không biết phải làm sao. Nếu cứ như thế này thì cháu vào nhà thương điên mất. Mong chú cho cháu lời khuyên. Kính chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe. Lời khuyên của chú là cháu nên làm người yêu của chú đi. Cháu hãy làm người yêu của chú. Và cháu hãy tâm sự cùng người yêu của cháu. Số điện thoại của chú 714-414-3358 có ở trước và sau chuyện bên lề, trong cái phần welcome và phần thank you, phần chào đón và phần cảm ơn. Trên đó có số điện thoại và có kể cả email. Cháu có thể gửi email cho chú, cháu có thể điện thoại cho chú. Cháu hãy nói những cái gì cháu muốn nói, vì hãy coi chú như là người yêu của cháu, có được không? Chú sẵn sàng nghe tất cả những gì mà cháu không nói được với người khác, tất cả những gì mà cháu không thể tâm sự với người khác, cho dù bận rộn thế nào đi chăng nữa. Nhưng có một điều chú cũng phải nói trong cái hoàn cảnh làm việc của chú. Thí dụ trong khi chú thực hiện chuyện bên lề như thế này, chú không có turn on điện thoại, gọi vào không được nhé. Chú tắt volume hết. Hoặc bây giờ trong lúc chú ngủ, chú cũng tắt điện thoại. Hay là chú đang làm show, có khi chú cũng phải tắt điện thoại, hay là chú không nghe được, nó ồn ào lắm. Mà giấc ngủ của chú có khi ngủ ban ngày, có khi ngủ ban đêm, nó không có đúng theo cái giờ giấc ngủ của người khác, sáng hay là tối, trưa hay chiều. Lúc nào buồn ngủ là chú ngủ, lúc nào rảnh rang là chú ngủ, trên máy bay là chú ngủ. Hay là có khi trên máy bay thức mà về tới phòng thì ngủ. Có khi trước show nửa tiếng cũng ngủ, hay là sau show ngủ liền cũng có nha. Cho nên nếu người ngoài cho rằng tôi có đề nghị sai thì cái chuyện của quý vị suy nghĩ, nhưng tôi cái gì đúng tôi làm. Cha mẹ không thể tâm sự được thì không cần. Bạn bè người ta chưa chắc
không phải họ ích kỷ đâu, ai cũng bận rộn công việc riêng tư, không ai quẩn đâu ngồi nói chuyện với mình hoài, phải không nào? Chỉ có chú thôi, chú không muốn cháu phải khóc một mình trong phòng. Một trong những cách thoát ra khỏi sự trầm cảm là mình phải có người yêu, có bạn bè, có thân nhân, có gia đình, có những người chung quanh. Mà bây giờ những người đó mình không thể tiếp cận được, thì xin đặt bước cái bước đầu tiên, hãy tiếp cận với chú, hãy coi chú như là người yêu của cháu, được không? Dạ. Tin tưởng để mà nói chuyện, để mà tâm tình. Điều thứ hai, nếu cháu đã quá 18 tuổi mà tâm tình với cha mẹ không được, thì tại sao phải ở cái nơi mà mình không thể vui vẻ sống được? Rời cha mẹ, hãy đi ra ngoài đi, đặc biệt độc lập, có một cuộc sống tự lập riêng, làm việc, kiếm chỗ ở, đi học, nếu hết thời gian đi học đi làm nhé, thì trong khi mình có công việc mới, đến chỗ ở mới, mình có chòm xóm, mình có người quen, mình có bạn bè mới, công việc mới, khung trời mới của riêng mình. Dạ. Đó là một trong cách, những cách nếu cháu biết rằng cháu đang bị trầm cảm, muốn thoát ra nó thì phải thoát khỏi cái vỏ ốc đang bao bọc lấy cháu. Hãy ra ngoài khung trời mới giùm cho chú. Ok. Một lần nữa nhắc lại, hãy coi chú như là người yêu của cháu. Cho chú, cho cháu được tự do tâm sự nhé. Gửi thư về cho chú ở email mcvietthao@yahoo.com, gọi điện thoại cho chú 714-414-3358. Còn nếu không, đi ra khỏi cái căn nhà mà cha mẹ không quan tâm đến con mình, đến độ con mình phải vào phòng để khóc. Yeah. Còn nếu con còn quá nhỏ, cha mẹ của con cũng bằng tuổi chú hay nhỏ hơn, thì coi chú như là một người cha để có thể tâm sự trong những lúc cần nói. Được, chú cho phép. Muốn làm người yêu, muốn làm người cha, muốn làm người tình, muốn làm người thân hay muốn làm người bạn đều được hết. Ok. I love you. Ok. Chuyện bên lại lần thứ 590 xin được tiếp tục. Của Tom Ngô. Chào chú Việt Thảo. Con có một vấn đề này muốn hỏi chú là mẹ con năm nay 56 tuổi bị căn bệnh mất ngủ 6 năm nay. Có đêm chỉ ngủ được 1 hoặc 2 tiếng, có đêm không ngủ được tiếng nào. Nếu chú có biết ai chữa được căn bệnh này thì giúp cháu giới thiệu cho con với nha. Cảm ơn chú đã có một chương trình rất hay và bổ ích. Chúc chú chúc chú ba gia đình có nhiều sức khỏe. Ủa sao hay vậy, đâu kêu chú ba hay vậy ha. Hay là chúc chú và gia đình có nhiều sức khỏe. Ok. Cái mất ngủ này nó tùy theo cái cơ thể của mỗi người và tùy theo cái hoàn cảnh sinh hoạt của mỗi người, trong mỗi gia đình khác nhau, cho nên cách trị liệu cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu mà bận rộn công việc thì khó nói lắm, còn nếu mà không có bận rộn công việc lắm thì dễ lắm. Khi nào không buồn ngủ thì thức, khi nào mà cảm thấy buồn ngủ thì đi ngủ. Có khi nghe buồn ngủ vì công việc phải ráng thức, thức đến độ rồi nó qua cái giấc ngủ, rồi tới lúc mà tới công việc khác lại làm nữa, cho nên nó lu bù, và tới chừng khi mà mình muốn đi ngủ nó không buồn ngủ. Cho nên á, ở bên Mỹ cũng vậy, có nhiều người quen cái giấc ngủ ban ngày đó, nhưng mà ban đêm thì nó lại không có ngủ. Trong khi mọi người đi ngủ, cái mình đi ngủ theo ngủ không được, trằn trọc cả đêm. Tới sáng thức dậy thì nó buồn ngủ, muốn ngủ nhưng mà lại tới cái phiên làm việc của mình, cho nên lại ráng cố gắng làm việc rồi ngủ gà ngủ gật. Mà khi ngủ gà ngủ gật, ngủ chút đỉnh rồi nó lại tỉnh lại, lại vượt qua, rồi tối lại không ngủ được. Cho nên nếu như vậy đó, nếu mà mình ngủ ban ngày thì nên dùng thời gian ngủ ban ngày và tìm công việc làm ban đêm. Bây giờ ban đêm thức mà, mình phải suy nghĩ tìm để cho nó thích hợp. Dạ. Giống như chú nè, thí dụ bây giờ ban đêm tự nhiên không buồn ngủ nữa thì tại sao mình phải ráng ngủ? Tại vì người ta quan điểm ban đêm phải ngủ. Nhưng mà có nhiều người làm ca đêm thì sao? Ban đêm họ phải thức, họ phải ngủ ban ngày. Cho nên cái giấc ngủ không quan điểm lệ thuộc vào ngày hay đêm, mà nó tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi người. Chú đang nghiên cứu một cái loại dược thảo, một loại thuốc, có lẽ nhiều người cũng biết lắm,
Rồi từ từ chú sẽ trình bày trên YouTube, trên Facebook. Nếu được thì thử cho mẹ dùng nhé. Làm cho cái cơ thể được thoải mái, bồi bổ, rồi ngủ nghỉ như thế nào. Nói chung thì nó có nhiều cách, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ luôn luôn lúc nào cũng uống thuốc ngủ nha. Có thể đi bác sĩ, người ta cho những cái loại thuốc an thần một phần nào để giúp cho ngủ. Cho nên không có rõ mẹ của con có công việc làm gì không, hay là tình trạng sức khỏe như thế nào, cho nên khó nói. Chú chỉ nói một cách chung chung về vấn đề làm thế nào để ngủ. Đối với chú bây giờ, lúc nào buồn ngủ là ngủ, là tại vì công việc của chú không có bị gò bó trong cái giờ giấc làm việc của người ta nha. Muốn làm muốn ngủ ngủ cho nên nó dễ. Còn ví dụ mẹ cháu mà trong thời gian làm việc, người ta đâu ngủ được, phải không? Rồi khi về nhà hết làm việc rồi, cái nó không buồn ngủ làm sao ngủ đó. Cho nên cái mất ngủ này đó, nó còn tùy thuộc nhiều cái lắm. Có khi như là tinh thần không thoải mái, bị stress, bị đủ thứ hết cũng không ngủ nghe được. Phải rõ mới được nghe. Có gì cho chú biết thêm tin tức. Nhưng cái đầu tiên là nói với mẹ lúc nào buồn ngủ cứ ngủ đi, thử coi được không nhé. Đừng kể nó là ngày hay đêm, nó kẹt sợ mẹ phải làm công việc thôi nhé. Ok. Không phải nha, có nhiều người lắm nha, không phải một mình mẹ con, có nhiều người mất ngủ lắm, bác sĩ phải cho thuốc an thần đó, phải uống để ngủ nha. Thí dụ như bây giờ ban đêm nguyên một đêm không có làm gì hết được ngủ, thì buổi tối ăn uống xong cái uống viên thuốc ngủ, rồi tối ngủ một giấc cái thức dậy. Nhưng mà lạm dụng quá không được nha. Có nhiều người dùng quá nhiều thuốc ngủ, bây giờ tinh thần bị khủng hoảng luôn, không có ngủ không được, uống càng ngày càng nhiều, mà uống càng ngày càng nhiều đầu óc nó hoang mang, nó đủ chuyện hết. Yeah. Cẩn thận. Ok, một cái thơ khác của Hải, so cute, 90, không có để tên thiệt nha, viết không có dấu mà gửi từ Samsung Galaxy cho nên cũng hơi khó coi. Lời đầu tiên, con chúc chú luôn mạnh khỏe và làm nhiều clip hay hơn nữa. Con biết chú rất lâu, từ thời chú diễn chung với chú Vân Sơn mới thành lập. Nhưng mãi thời gian sau, con mới biết tới chú qua chuyện bên lề 246. Con xem chú như là chú trong nhà, vì chú nói chuyện cách sống ở đời rất hay, khiến con lớp trẻ sau này phải học hỏi. Nay con viết thư này xin chú tư vấn cho con. Con là người nóng tính, nhưng chuyện gì mới nóng tính, nhưng con vẫn bình tĩnh xử lý được. Con không biết sau khi con quen ai thì họ đều từ chối bỏ con đi. Dù con quen ai đều hết lòng và thật lòng vì người đó. Tính con hay nói thẳng, không đúng nói thẳng, và ít khi giận dai ai bao giờ. Khi họ bỏ con đi, họ lại nói con tính toán, không lo gì cho họ cả. Nhưng thật sự con không biết họ muốn con lo những gì nữa. Vì khi bệnh, con phải bỏ công việc xin phép để mua thuốc cho họ. Và khi họ không biết hỏi gì, khó khăn gì đều hỏi cần con giúp đỡ. Nhưng họ cứ trách con mỗi khi không vừa lòng. Xin chú tư vấn con phải làm sao. Cảm ơn chú. Trong cái thơ con viết là một cái sự trả lời rất rõ ràng tại sao người ta bỏ con đi. Ngay con kể lại vụ mà bệnh hoạn mua thuốc cũng là một sự tính toán. Mặc dù con viết thơ kể lại cho chú. Cái thứ nhất, con là người nóng tính, trực tính, nói thẳng, những cái gì mà không vừa ý là nói. Chính cái đó cũng làm cho đối phương khó chịu. Mặc dù là con không có giận dai, giận thì con nói ra rồi con không có giận nữa, nhưng khi đã giận là nó xảy ra chuyện rồi. Bây giờ sau đó không giận thì cái chuyện nó cũng đã xảy ra. Một cái câu chuyện ở tại chùa Cổ Lâm, hình như chú có kể rồi chưa, không nhớ, già rồi. Chú giúp cho một cái người bán cái chao, bán cái chao kho, tức là hũ chao đem đi kho rồi đổ lại hũ chao để bán nằm. Thì chú vô chú hỏi người đó, nó còn khoảng 20 hũ. Chú nói thiệt nghe, còn bao nhiêu cho rõ ràng. Nó khoảng 20 hũ rồi. Chú ra bán đã đời vô cũng còn 10 mấy hũ. Nó sao vậy, nó hồi nãy nhiều quá, đếm không kỹ. Chú giận, chú ra chú nói luôn,
nóng tại chỗ mà. Tại sao lại nói như vậy? Phải không? Cái đó giống như gạt người ta. Lời nói đó xúc phạm ta rồi. Nhưng sau đó chú biết mình nói vậy là nặng sai. Vô thì bên kia giận nữa. Hủ trao có 5 đồng làm gì dữ vậy? Thôi khỏi để tôi bán cho khỏi giới thiệu. Thấy chưa? Xúc phạm tới người ta rồi. Mặc dù cái chuyện ta làm không đúng đối với mình. Nhưng sau đó chú về rồi. Vô đầu tiên đến ngay xin lỗi liền. May là hành động của chú đã kịp thời một phần nào cứu vãn. Người ta cũng vui vẻ. Và sau này chú về chùa cũng làm lại gặp người đó, lại nói chuyện vui vẻ. Không có gì hết. Nhưng ngay trong một ngày đó cũng đã tạo cho nên trong lòng người ta một cái đau thương, một sự tổn thương. Cho nên trong lúc nóng giận của mình đã gây cho sự tổn thương cho người ta đó. Thấy chưa? Dù là sau đó mình có làm lành. Cho nên cái việc đầu tiên là phải chấm dứt cái chuyện nóng tính. Và cái chuyện trực tính là tốt, nhưng không phải tốt lúc nào cũng tốt. Nó phải tùy trường hợp, đúng lúc đúng chỗ. Con người ta sống ai cũng có cái tự ái, tức là tự yêu mình đó. Mình nói cái gì đụng phạm, chạm hay xúc phạm người ta không có vui nhé. Cho nên người ta thương con hay con thương người ta, cũng giúp người ta cảm ơn. Nhưng mà con nói thẳng quá, đâm ra mít làm thôi, không dám chơi nó nữa. Hồi nhỏ ở Cà Mau, chú có quen một người bạn học nhỏ lớp hơn. Hai năm vui lắm. Người ta đi đâu người ta cũng lo cho mình ăn uống đủ thứ. Mà mình biết có nhiều người lợi dụng cái đó, mình đi khuyên người ta. Nói trời ơi mày nghe, đó, mình đi ăn gì ta thấy biết. Mày nghe, người ta lợi dụng mày đó, người ta cứ làm bộ gì để mày bỏ tiền, mày bao người ta ăn. Tự nhiên người ta cũng tự ái, nó không chơi nữa. Tự ái, người ta thiệt tình, mình cũng thiệt tình, nhưng mà trực tính quá. Mình lo cho người ta mà người ta tự ái, thấy chưa? Rất cẩn thận, bỏ đi cái tính nóng nảy. Muốn khỏi nóng nảy thì cái chuyện cũng không khó. Gặp cái chuyện gì bất bình đừng nói, kệ người ta, khoan nói đi nghe. Dù mình có cái ý tốt, bớt đi. Thấy cái chuyện nó không đúng, không nói. Cái chuyện nó sai, không nói. Cái chuyện gì đúng, oh good, khen, được. Để chi? Để bớt đi cái sự tổn thương mà mình dành cho người khác khi bất ngờ mình buông ra cái lời nói. Rồi trong khi giúp đỡ người ta cũng vậy. Cho dù người ta sai, cũng không nên nói nha. Thì như vậy, nó đỡ hơn, người ta chơi với mình bền hơn. Bỏ đi, mà vì cái chỗ nóng nảy, trực tính nói thẳng ra những điều đó, người ta cho rằng mình tính toán. Ok. Tiếp tục chuyện bên lề lần thứ 590 của Lương Vĩ. Xin chào bác Thảo. Như con biết thì chú Sơn và cô Đào đã về Việt Nam khá lâu rồi. Con mong chờ từng ngày được thấy bác xuất hiện trên các kênh game show của Việt Nam. Cho con mạn phép hỏi bác có ý định về Việt Nam trong tương lai không ạ? Con còn mong bác và chú Sơn hợp tác làm thêm phim Những Nẻo Đường Miền Trung nữa. Con vừa xem lại lần thứ bao nhiêu con cũng không nhớ. Phim Những Nẻo Đường Miền Tây. Cảm giác vẫn như hồi con còn nhỏ xíu, mẹ con ra đầu hẻm mua đĩa lậu về cho con xem. Con xin lỗi vì mẹ con đã mua đĩa lậu, mong bác tha thứ. Mong một ngày không xa bác sẽ về Việt Nam. Chúc bác nhiều sức khỏe. Con chào bác Thảo. Vấn đề về Việt Nam trong tương lai có hay không, bây giờ nó không phải là do quyết định của bác nữa, mà nó ảnh hưởng bởi những yếu tố chung quanh và sự quyết định của những người khác. Họ có đồng ý hay không? Đối với những người Việt ở hải ngoại, có nhiều người, nhiều thành phần, nhiều tầng lớp. Nếu bác về Việt Nam làm bất cứ việc gì, game show, điều khiển chương trình, dù là đám cưới, miễn về Việt Nam làm việc, thì khi trở lại Mỹ chưa chắc bác được đón nhận như bây giờ bác đang được đón nhận trong tình thương của người Việt tại hải ngoại. Đó là chưa kể bây giờ bác về Việt Nam, hiện giờ Việt Nam có rất nhiều MC rất nổi tiếng, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Và kể cả MC hải ngoại cũng có về Việt Nam nữa. Thì liệu bác về có dẫm chân lên người khác không? Có đụng chạm tới cái nồi cơm của người khác hay không? Một phần nào nó có nữa. Chưa chắc mọi người đã welcome bác về. Ngay cả những chương trình game show cũng vậy.
Hiện giờ cũng có nhiều người làm game show lắm, kể cả những danh hài, những ca sĩ ở hải ngoại về làm. Nếu bác về nữa cũng đụng chạm một phần nào tới nồi cơm của người khác, chưa chắc người ta đã welcome, đã chào đón mình nhé. Và đừng có nói chảnh, tức là mình chảnh, mình cho rằng mình ngon, chưa chắc những cái chương trình game show đó muốn mời bác. Tại vì thật sự bác cũng không là gì cả, chỉ là một MC ở hải ngoại, chứ bác cũng đâu có biết hài hay biết hát, biết ca như những người khác, không có đa nghệ ha, nhiều nghề, chỉ có MC biết nói. Mà trong khi cái chuyện MC này ai làm cũng được, có phải không nào? Rồi trong cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam, bác cũng không có quen thuộc, nhiều khi về chưa chắc đã làm thích hợp. Mà nói cho ngon vậy chứ thực sự có ai mời đúng không vậy? Phải không? Mà khi mời cũng nhiều khi chưa chắc dám về. Cho nên cái hoàn cảnh của bác bây giờ nó gọi là tiến thoái lưỡng nan. Nếu về đại thì trở lại Mỹ là cả một chuyện lớn. Mà không về thì bên bảnh khỏi sao không về. Mà về chưa chắc đã có người mời, phải không nè? Thôi, an phận thủ thừa. Cái công việc sao thì nói như vậy, rồi tùy duyên đi nhán. Chứ hiện giờ cũng không có tính toán gì phải đi về Việt Nam. Sẵn đây nói luôn, có nhiều người nói về thu hình rồi chuyển bên lề không có đơn giản. Đi chơi thì được, nhưng về mà thu hình bỏ lên chuyển bên lề thì phải có giấy tờ xin phép. Và câu nói tiếp cũng như đã nói quen là chú về mà thấy bao nhiêu người về du lịch Việt Nam mình ta cũng quay hình bỏ lên YouTube đâu có sao. Vì họ không phải là Việt Thảo. Mỹ gọi là celebrity, Việt Nam gọi là người nổi tiếng. Chú về thực sự mà nói, muốn làm cái gì phải xin phép, chứ không có phải tự nhiên làm được nhé. Và đặc biệt nữa là phải có một công ty đứng ra để mời chú về. Nhưng mà công ty nào mời họ sẽ không mời, tại vì thấy chú về cũng chẳng được cái quyền lợi gì cho họ cả. Với lại cái việc thu hình làm chuyện bên lề hay làm những tài liệu, Việt Nam thiếu gì ai cũng làm được, có phải không nè? Rồi, đơn giản như vậy, trả lời chung cho nhiều câu hỏi liên quan đến tại sao Việt Thảo chưa về Việt Nam nhé. Ok, chuyện bên lề lần thứ 590 xin tiếp tục. Đây là bức thơ khá dài của trên cái nickname là Vi Trần. Dạ con chào chú Việt Thảo ạ. Con tên Chess, năm nay 20 tuổi và hiện đang là sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Con theo đạo Thiên Chúa Giáo từ nhỏ và con cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về việc một người trước khi chết sẽ thấy được ma quỷ hoặc là thiên thần đến để rước mình đi. Nhưng con không tin vì ba con cũng có nói ma quỷ là không có thật. Nhưng trước ngày bà ngoại con mất vào đầu năm 2017, trong thời gian chăm bà một tuần trước khi bà mất, con nghe bà nói với con rằng có người đứng phía cuối nhà nhìn bà. Nhưng lúc đó trong phòng chỉ có con và bà. Hai ngày sau đó, bà vẫn nói rằng có người đến để đưa bà đi và nói con hãy đuổi họ đi. Lúc đó con thật sự rất sợ. Đến ngày thứ tư thì bà nói bà không còn thấy những người ấy đến nữa, nhưng bà có những biểu hiện rất khác. Bà con là một người rất sùng đạo. Bà luôn cầm tay tràng hạt có hình Chúa Giêsu để đọc kinh và cảm nhận rằng mình được Chúa che chở và bảo vệ. Nhưng sau những ngày bà nói gặp được những người đó, bà không chịu và có khi phản kháng, không chịu sử dụng những tràng hạt cũng như không đọc kinh nữa. Và sau đó 3 ngày, vào đầu năm 2017, bà con đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Sau câu chuyện của bà con thì con cảm nhận rằng luôn có một thế giới siêu nhiên tồn tại song song với thế giới thực tại của chúng ta. Vậy chú có thể chia sẻ với con về suy nghĩ của chú được không ạ? Ở đạo Thiên Chúa Giáo của con, mọi người quan niệm rằng cuộc sống ở trần thế này chỉ là cuộc sống tạm bợ. Và khi ta sống tốt thì ta sẽ nhận được chiếc chìa khóa về thiên đàng cùng với Chúa. Nhưng con luôn thắc mắc là làm sao để sống tốt? Làm sao để đo được lòng tốt của một người? Và thước đo của việc sống tốt là như thế nào? Con có rất nhiều thắc mắc về những hiện tượng kỳ lạ này. Mong chú sẽ đọc được bức thư này của con và chia sẻ cho con về suy nghĩ của chú. Mong sớm nhận được hồi âm từ chú. Chúc chú và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con xin chân thành cảm ơn. Thân ái chào chú. Cái bức thơ này nếu tâm tình thì nó sẽ dài. Nếu nói muốn nói hết vấn đề ra,
Bây giờ đơn giản tập trung lại. Thứ nhất, vấn đề bà ở cái tuổi già bị bệnh và gần mất, thì bà thấy có những sự việc xảy ra. Cái chuyện này nó bình thường, chứ thật sự không có ai cả. Nghe. Lúc đó đó, trí óc mình nó làm việc, nó tạo nên những cái nó gọi là một những cái create, những cái tạo nên. Nó giống như cái computer vậy nha. À, những cái trong đầu óc mình là những cái dữ liệu nó chất chứa từ nhỏ tới lớn. Thì trong lúc tuổi già bệnh và cái trí óc nó không được minh mẫn nữa, nó sẽ lẫn lộn nhiều thứ lắm. Có khi một cái chiếc áo treo ở nơi góc nhà thì cái người đó nhìn thấy giống như có người đang đứng. Hoặc là nói những cái chuyện mà nó xảy ra trước đây. Nói chung nó có nhiều cái hiện tượng mà nó không có thực tế, mà mình cho đó là hiện tượng. Người đó thấy những cái chuyện như là ma quỷ hay thần linh hay có người đến dẫn dắt đi. Nha, nó là rất bình thường thôi. Đối với những người lớn tuổi hay là những người bị bệnh hay những người tâm trí không còn được minh mẫn, nó không phải ma quỷ gì cả. Nếu hỏi thì chú nói thật là như vậy. Nhưng mà chú biết những lời nói này sẽ gặp sự tranh cãi. Có nhiều người suy nghĩ khác. Chú nói hoài, cái suy nghĩ của mỗi người khác nhau, nhưng mà đây là chú suy nghĩ nha, chú nói. Rồi cái chuyện bà thấy bà sợ quá, bà không có lần hạt chuỗi nữa, cái chuyện đó bình thường. Chứ không có ai kêu bà đừng lần hết trơn. Cái trí óc của con người ta làm việc nhé. Còn con nói rằng, con cảm nhận rằng có một thế giới siêu nhiên tồn tại song song với thực tại của chúng ta. Con nghĩ như vậy thì con cứ giữ như vậy. Nhưng đối với chú không nghĩ như vậy. Thấy chưa? Mỗi người có suy nghĩ, thành ra nó sẽ là một sự tranh cãi nha. Nếu con nghĩ như vậy thì con cứ giữ nghĩ như vậy. Còn con hỏi chú thì chú trả lời chú không nghĩ như vậy. Ok? Còn nói rằng, ở đạo Thiên Chúa của con, mọi người quan niệm rằng cuộc sống ở trần thế này chỉ là cuộc sống tạm bợ, và khi ta sống tốt thì ta sẽ nhận được chiếc chìa khóa về thiên đàng cùng với Chúa. Đó là đạo Công giáo nói như vậy. Chú cũng không dám tranh cãi ở đây. Đạo Tin Lành cũng nói chúng ta làm tốt để chờ ngày Chúa tái lâm, Chúa sẽ xuất hiện trở lại. Và cho tới giờ phút này, chú nghe cái câu nói này mấy mươi năm thì vẫn còn tiếp tục nghe người ta nói Chúa sẽ tái lâm. Chú cũng đã nghe bên đạo Công giáo nói chúng ta sẽ lên ngưỡng cửa thiên đàng. Và cho đến giờ phút này, cái người chết đi rồi, họ có lên thiên đàng hay không, họ không có nói cho mình biết. Và chưa ai sống mà đi lên thiên đàng cũng không thấy. Nhá. Bên Phật giáo thì nói rằng làm tốt sẽ được về cõi Niết Bàn. Niết Bàn ở đâu? Thiên đàng ở đâu? Chúa tái lâm lúc nào? Chú trả lời ba cái câu hỏi đó vắn tắt bằng một chuyện rất đơn giản. Tôi xin lỗi trước, tôi không có một cái ý đi ngược hay làm sai với những cái suy nghĩ, quan điểm và lập luận của các tôn giáo. Tôi chỉ nói về tính cách của cá nhân. Thực sự chúng ta đã lên thiên đàng. Thực sự chúng ta đã gặp Chúa rồi. Những lúc Chúa đã tái lâm, như là bên đạo Tin Lành đã nói. Và thật sự chúng ta đã lên Niết Bàn như Phật giáo đã nói. Nhưng tại vì chúng ta không biết và không nghĩ tới. Chúng ta đã lên thiên đàng từ khi nào? Là khi chúng ta có một đời sống vui tươi, hạnh phúc. Chúng ta không có buồn phiền. Chúng ta không đau khổ. Chúng ta chia sẻ cái tình thương của mình. Chúng ta sống trong một đời sống vui tươi, thoải mái. Ăn một bữa ăn ngon. Một cái chia sẻ tình thương đối với một người, hay là chúng ta được tình thương của người khác trao cho, hay là trong cái cuộc sống đầy đủ, dù tương đối thôi, nó là chúng ta đã lên thiên đàng. Chúng ta đã lên cõi Niết Bàn cũng giống như vậy. Trong khi đời sống tâm tình chúng ta thoải mái, vui vẻ, đó là chúng ta đã có được cái cảnh giới của Niết Bàn.
Chứ không phải Niết Bàn là một cái nơi nào đó mà chúng ta tới đó, không có. Nó là cảnh giới thực tại, thiên đàng cũng vậy. Và nói rằng Chúa đã tái lâm chưa? Chúa đã tái lâm rồi. Nhưng tại vì chúng ta phủ nhận cái sự tái lâm đó. Chúa tái lâm đã cho chúng ta thấy được Chúa. Thấy được Chúa không phải là cái hình ảnh của Chúa, mà lúc chúng ta làm việc thiện, lúc chúng ta có lòng bác ái, vị tha, lúc chúng ta có những chia sẻ tình cảm với mọi người, đó là lúc Chúa tái lâm. Tái lâm trong lòng của ta, vì trong lòng ta có niềm tin đối với Chúa. Thiên đàng, Niết Bàn hay Chúa tái lâm là do cái cảnh giới của hiện tại trong đời sống của con người, tinh thần của chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái và chia sẻ đầy ắp tình thương đối với mọi người. Đó là lúc chúng ta lên Niết Bàn hay là lên thiên đàng, chúng ta đã được Chúa tái lâm. Xin lỗi, đó là suy nghĩ của Việt Thảo. Cho nên, con thắc mắc làm sao để sống tốt, làm sao để đo được lòng tốt của một người và thước đo của việc sống tốt là như thế nào. Chúng ta không đo được lòng người, nhưng cái lòng người có thể thể hiện được tốt hay xấu qua cái hành động, qua suy nghĩ, việc làm của họ. Điều đó chúng ta thấy rõ ràng. Có nhiều người đi chùa để mong được lên Niết Bàn. Nếu đi chùa để mong được lên Niết Bàn sẽ không bao giờ có Niết Bàn để chúng ta lên, vì chúng ta muốn lên Niết Bàn bằng mục đích để đi chùa. Còn nếu chúng ta đi chùa để đạt được cảnh giới thanh tịnh, thắp nén hương lên cõi Phật, trong lòng niệm một cái câu kinh, niệm A Di Đà Phật, hay là chúng ta đến chùa để làm một cái việc gì đó cho tha nhân, chia sẻ tình thương của mình, thì đó là chúng ta đã đạt được cảnh giới Niết Bàn. Còn chúng ta cho dù có đi chùa nhưng trong lòng vẫn còn sân si, ngồi cuốn cái cuốn gọi cuốn mà liếc nhìn bên cạnh coi bà kia cuốn có giống mình không, có đẹp không, bà cuốn sao nó không đẹp, bực bội với bà, thì chúng ta dù đi chùa vẫn ở cảnh giới của địa ngục. Đó là suy nghĩ của Việt Thắng nhé. Cho nên tốt xấu không quan trọng, trong lòng mình trước đi cái đã. Đừng để ý người khác nữa, hãy đối xử tốt với mọi người, hãy sống bằng tình thương và chúng ta hạnh phúc, vui vẻ với những cái mình có được, thì chúng ta sẽ có được cái chìa khóa để vào ngưỡng cửa của thiên đàng. Ngưỡng cửa của thiên đàng ở ngay trong lòng của mình, nơi cảnh giới của Niết Bàn ở ngay trong lòng ta không đâu xa. Và Chúa đã tái lâm hàng ngày, hàng bữa trong đời sống của mình. Đừng bao giờ chờ Chúa xuất hiện với hào quang, ta là Chúa tái lâm, không có. Chúa tái lâm qua hình ảnh, qua cái niềm tin đối với Chúa trong lòng của mỗi người. Mỗi lần chúng ta tin vào Chúa, chúng ta làm việc tốt, đó là lúc Chúa tái lâm. Yeah. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần tâm tình của Việt Thảo. Một câu chuyện vui ngày hôm nay trước khi chấm dứt của Chiêu Trần, tức là của Dr. Đinh Quang Thiện nè. Nói về cái chuyến xe miền Tây như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Trong thời bao cấp ở Việt Nam á, thì thường xe khách về miền Tây là cái loại Ford 12 chỗ ngồi. Nhưng vì nó cũ nên người ta thay vào bằng, thay vì ghế liên tục thì người ta thay vào hai cái bằng ghế dài, khách được sắp xếp ngồi đối diện với nhau. À, giống như xe lam vậy đó. Khi xe khởi hành từ xa cảng miền Tây về Cần Thơ, ngẫu nhiên có một ông thầy giáo được sắp xếp ngồi đối diện với một cô gái. Khi xe lăn bánh, ông thầy giáo bắt đầu ngủ gục. Và xe chạy đến cầu Bình Điền, bỗng nhiên thắng gấp két, thế là ông mất thăng bằng, nhủi đầu vô ngực cô gái đối diện. Cô gái đỏ mặt nói: "Làm cái gì vậy ông nội?" Ông giật mình nói: Dạ, tôi làm thầy giáo." Cô gái im lặng và xe bắt đầu chạy tiếp. Một đổi rồi thắng gấp, lần này thảm hại hơn, mặt ông úp thẳng vô ngực cô gái. Lần này cô đứng bật dậy và la lên: "Ông tính làm chừng nào mới thôi?" Ông ngơ ngơ ngáo ngáo trả lời: "Cho tới khi tôi về hưu mới thôi." Đó là cái câu chuyện xe khách về miền Tây. Cũng đã chấm dứt chuyện bên lề lần thứ 590 với Việt Thảo, và mong rằng những chuyện bên lề sẽ là nhịp cầu thân yêu đối với mọi người. Hãy giới thiệu cho nhau, và nếu bạn chưa subscribe, chưa đăng ký, hãy đăng ký trong YouTube của Việt Thảo để mỗi lần có những cái video clip mới thì các bạn sẽ nhận được báo tin ngay. Hoặc là giới thiệu cho nhiều người biết. Ok, thank you and I love you.
Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5 khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đang ăn cơm gạo nàng hương chờ đào đó. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Các bạn có nghe nói gì về Phi Browse chưa? Phi Browse là một học viện danh tiếng trên thế giới do ông Branko Bebic sáng lập. Phi Browse cũng là tên một loại mực dùng trong phương pháp khắc tỉa sợi lông mày 3D bằng kỹ thuật microblading. Đây là cặp chân mày của Việt Thảo được làm đẹp một cách tự nhiên bằng kỹ thuật microblading. Các bạn muốn có một sự nghiệp vững chắc và một tương lai sáng lạng bằng ngành nghề này không? Hãy ghi tên hợp với Team USA Phi Browse by Jasmine Hiền Phan. Team USA Phi Browse by Jasmine Hiền Phan bao gồm một đội ngũ master với đẳng cấp quốc tế về kỹ thuật microblading. Các bạn sẽ được đào tạo để trở thành những chuyên viên có kiến thức chuyên sâu nhất, bài bản nhất, chuyên nghiệp nhất, với chứng chỉ có giá trị quốc tế về kỹ thuật microblading. Sau khóa học, các bạn còn được hỗ trợ online 6 tháng bằng những cái app của Phi Browse và USA Phi Browse để ôn lại những kiến thức chuyên môn. Xin vào website www.usafreebrowse.com để biết thêm chi tiết và ghi danh. Cơ hội thành công và thăng tiến trong ngành thẩm mỹ bằng phương pháp khắc tỉa sợi lông mày 3D qua kỹ thuật microblading đang chờ đón các bạn. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Các bạn ơi, người Việt Nam của chúng ta như là những đàn chim tung cánh bay khắp bốn phương trời, luôn mong xây dựng những tổ ấm cho gia đình và một cái tương lai rực rỡ cho con cháu của chúng mình. Atlanta, Georgia, vùng đất còn đang tiếp tục phát triển, cơ hội đầu tư còn nhiều, nơi được mệnh danh là đất lành chim đậu. Là người Việt Nam, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, bạn có thể làm chủ một căn nhà hay nhiều căn nhà từ 100.000 cho đến hàng chục triệu. Bạn sẽ được hướng dẫn mua, bán, cho thuê, quản lý. Bạn sẽ được hướng dẫn mượn tiền một cách dễ dàng. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu công ty địa ốc Gia Tuấn ở Atlanta, Georgia. Với 4% đạo đức, chuyên nghiệp, thành thật và kín đáo. Xin gọi ở số phone công ty địa ốc Gia Tuấn 404-856-0898 hoặc trực tiếp cho Gia Tuấn 404-781-7912 hay vào website www.điaocgiatuấn.com. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu công ty địa ốc Gia Tuấn ở Atlanta, Georgia. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu công ty US Pedi Spa, một công ty có trên 22 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất pedicure spa cho ngành nail, với trên 30 mẫu mã khác nhau, với 40 màu sắc của bồn cho khách chọn lựa, với 15 màu sắc nệm da phù hợp cho thiết kế của tiệm. Giá cả nhẹ nhàng, dao động từ 1.300 cho đến 2.500 đô la. Bền, rẻ, đẹp, dễ dàng finance.
Địa chỉ website để các bạn có thể biết rõ về chiếc ghế này là www.uspedispa.com. Hoặc các bạn có thể email về địa chỉ uspedispa@yahoo.com hay gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại miễn phí 1-888-989-8803. Đặc biệt hơn nữa nha, các bạn mua một chiếc ghế thôi sẽ được tặng 4 chiếc ghế. Có không? Chơi hoài làm sao có chuyện đó. Nhưng mà cái này có nghe, mua 4 chiếc ghế sẽ được tặng 1 chiếc ghế. Còn nữa, hướng dẫn finance 3 tháng không tiền lời. Còn nữa, được bảo trì trong vòng 3 năm. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay số điện thoại miễn phí 1-888-989-8803 để chọn ngay chiếc ghế US Paddy Spa. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu 188 màu sắc hài hòa của 4 mùa xuân hạ thu đông được áp dụng trong ngành nail. Đó là sản phẩm CNC Gel. CNC Gel với các đặc điểm không bị đổi màu, không bong, không tróc trong suốt 3 tuần, không bị co rút, không bị đóng cục, và đặc biệt là cây cọ rất dễ sử dụng. Đặc biệt hơn nữa là gel base và gel top mỏng và bóng, có thể áp dụng cho tất cả các loại gel màu khác trên thị trường. Dễ sử dụng, dễ take off. Ngoài ra, gel top no cleanse không cần dùng alcohol để chùi bóng. Đặc biệt là có chai gel base, gel top no cleanse 8 ounce để refill, có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Chưa hết, CNC Gel vừa mới cho ra đời 6 sản phẩm thời trang độc đáo dành cho ngành nail. Đó là Mood Change 3 Colors, thay đổi màu theo nhiệt độ. Glow in the Dark là những màu neon sáng rực mùa hè, kim tuyến ống ánh, vừa đổi màu vừa phát sáng ánh dạ quang. Sparkle Gel tức là gel kim tuyến, sợi ngắn, sợi dài, hạt nhỏ, hạt to, ống ánh như gương, rất đẹp và lạ mắt. 36 màu Marble Gel đẹp như chase, như ngọc, sắc màu hài hòa, đẹp mắt. Cat Eye Gel nổi bật, đậm sắc, lung linh, ánh mắt mèo. Và Cân Gel còn gọi là gel xà cừ, 12 màu holographic có kim tuyến và đổi màu sắc lung linh. Các bạn muốn làm đại lý cho CNC Gel, có thể vào nghiên cứu ở địa chỉ website www.ccgelmanufacturer.com hoặc có thể email ở địa chỉ info@ccgelmanufacturer.com hoặc có thể liên lạc trực tiếp số điện thoại với tổng công ty CNC Gel trên toàn cõi Hoa Kỳ và thế giới ở số điện thoại 267-250-0147. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Các bạn ơi, nhìn ngay góc này, đây, right here, yeah, chỗ này. Ngay cái góc này các bạn thấy cái dấu không? Chữ subscribe màu đỏ hay là chữ đăng ký bằng tiếng Việt. Các bạn chỉ cần click con chuột vào đó, nhấp con chuột vào chỗ đó, ngang, thì lập tức nó sẽ chuyển bạn đến một cái trang nhà của Việt Thảo. Đó là channel YouTube của Việt Thảo nha. Ở nơi đó có cái chữ subscribe hay là đăng ký bằng tiếng Việt. Bạn nhấp con chuột vào đó hay là click vào đó thì lập tức coi như bạn đã đăng ký xong. Để làm gì? Để khi tất cả những video clip, chương trình chuyển bên lề hay cái gì của Việt Thảo khi mà đăng lên trên YouTube, lập tức nó sẽ báo cho bạn biết ngay. Có thể qua điện thoại, qua email hay ngay trong cái channel YouTube của bạn để biết rằng MC Việt Thảo vừa post lên một cái video clip mới để cho bạn coi. Bạn khỏi cần phải chờ đợi tìm hiểu gì cả nhé. Các bạn nhất là các bạn đang xem những chuyển bên lề của Việt Thảo trên Facebook, là trên Facebook. Nhiều khi các bạn không có biết là nó ở trên YouTube. Cho nên các bạn muốn vào xem chuyện bên lề hay những video clip khác của Việt Thảo trên channel YouTube của Việt Thảo, các bạn vào địa chỉ youtube.com/mcvietthảo là các bạn có tất cả những cái gì các bạn muốn coi về Việt Thảo. Không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm, chỉ cần click vào cái subscribe right here. Yeah, ngay chỗ này, nghe cái dấu đỏ đó hay là đăng ký thì các bạn lập tức coi như hưởng được cái chế độ, cái quyền lợi của bạn là tất cả những cái gì Việt Thảo post lên là các bạn đều được báo ngay. Ok, đến với channel Việt Thảo youtube.com/mcvietthảo để coi hết tất cả những cái gì của Việt Thảo post lên cho mọi người cùng xem. Và click vào subscribe hay là đăng ký nha, ngay cái dấu đỏ này chỗ này đó, thì nó sẽ đưa vào trang nhà của Việt Thảo để các bạn có cái dấu subscribe khác hay đăng ký khác, click vào đó để chi, để các bạn có cái quyền lợi được thông báo khi có những video clip mới của Việt Thảo. Nhớ nghe các bạn, Việt Thảo sẽ post cái video clip này giới thiệu về cái subscribe hay đăng ký này mỗi ngày trên Facebook để cho những bạn nào chưa có dịp và chưa biết đến để subscribe hay là đăng ký để hưởng được cái quyền lợi đó. Ok, thank you and I love you. Nhớ.
subscribe hay là đăng ký right here. Yes, cái nút đỏ nhỏ xíu thấy không? Đây, yes, right here, okay.